cái khả năng mà sắp xếp các cái từ trong cái câu nói của em, cái bố cục của nó không được logic. Nên là em thường thường là khắc phục cái điểm yếu của nó bằng cách là viết vào trong cái cuốn sổ trước khi nói. Dạ. Đúng rồi. Bạn nữ muốn biết mình nhóm nào không ạ? Dạ em muốn biết anh. Thì tí nữa bạn bấm chuông nghe về mình chị cho. Đây có chuông nào bấm. Anh từ từ được không anh? Ok. Đầu tiên em xin chào MC Quyền Linh và MC Hồng Vân và các khán giả trong trường quay. Em xin tự giới thiệu, em là tên đầy đủ là Nguyễn Anh Quốc, năm nay 26 tuổi, nghề nghiệp là kỹ sư tự động hóa, làm việc ở quận 1, quê em là ở Đắk Lắk. Dạ. Rồi, mình giới thiệu đi nào cưng. Lời đầu tiên thì con xin phép được chào cô Hồng Vân, chú Quyền Linh, anh trai nhà bên và cùng toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Huỳnh Thị Ngọc Thảo, hiện tại đang công làm việc và sinh sống tại tỉnh Bình Dương. Làm gì em? Dạ, em làm chuyên viên phòng đào tạo sau đại học anh. Quê mình ở đâu? Dạ, quê con ở Bình Dương chú. Bình Dương luôn, làm Bình Dương luôn. Dạ. Còn đây quê Đắk Lắk, làm ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ đúng đó. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em trai là gì? Dạ, đầu tiên là em xin tự nhận mình là thuộc nhóm K. Điểm mạnh của em là có thế mạnh về công nghệ. Nhóm K là nhóm gì cưng? Dạ, thì theo nghiên cứu của em á, người ta sẽ chia làm 4 nhóm để phân loại các khách hàng. Và mỗi nhóm nó sẽ đại diện cho một cái con chim. Đó là chim đại bàng, chim bồ câu, còn một con công và một con cú. Thì em là thuộc nhóm cú. Tức là nó sẽ có hai cái trục như thế này. Một bên là suy nghĩ theo lý trí và một bên là suy nghĩ theo tình cảm. Một cái là hướng nội và hướng ngoại. Thì em là thuộc dạng là vừa hướng nội và suy nghĩ theo lý trí, là nhóm con cú. Dạ. Lý trí và hướng nội. Dạ đúng rồi. Nhóm con cú sống về đêm. À, để mà em rồi còn điểm yếu gì không? Dạ có. Cái khả năng mà sắp xếp các cái từ trong cái câu nói của em, cái bố cục của nó không được logic. Nên là em thường thường là khắc phục cái điểm yếu của nó bằng cách là viết vào trong cái cuốn sổ trước khi nói. Dạ. Đúng rồi. Bây giờ thôi tới mình đi. Mình có thuộc nhóm gì? Dạ con ngồi đi, có vẻ ngồi khoái chí á, là cưng có biết cái vụ này đúng không? Dạ con không biết gì hết cô. À chưa biết hả? Bạn nữ muốn biết mình nhóm nào không ạ? Dạ em muốn biết anh. Thì tí nữa bạn bấm chuông nghe về mình chị cho. Đây có chuông nào bấm. Đâu, tức là nhấn nút á, rồi về chỉ đó, hiểu không? Bạn này cũng hàng gài ghê luôn á nha. Cưng giới thiệu về điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Dạ, điểm mạnh của con á là con là một người vui vẻ, hòa đồng, thân thiện, rất thích tham gia các hoạt động tập thể cũng như là tham gia các hoạt động tình nguyện. Đối với lại điểm yếu thì con cảm thấy bản thân mình hát chưa được hay. Với lại thỉnh thoảng con thấy bản thân mình cũng hơi nhút nhát. Khi mà đưa ra một cái quyết định nào đó thì con rất là hay do dự. Do dự, con quyết đoán đúng không? Dạ. Rồi, mình có mấy mối tình rồi? Dạ, con có quen 3 bạn bằng tuổi. Thì bạn đầu tiên là quen khi mà học cấp 3, còn mấy bạn sau, hai bạn sau là quen khi mà con học đại học. Nhưng mà là quen học trò thôi hay là có sâu đậm không? Dạ, quen chắc theo kiểu học trò cô. Vậy hôm nay cưng yêu rồi, nãy chưa nói nè. Dạ, năm nay con 24 tuổi. Nên là khi mà chương trình hỏi con muốn một bạn nam như thế nào thì con có trả lời là con muốn một bạn nam hơn tuổi con. Tại vì khi mà con quen bạn bằng tuổi thì cái bạn bằng tuổi bạn đó suy nghĩ như mình. Nên là thành ra là con thấy là nhiều khi hay cãi nhau á cô. Dạ nên là con muốn yên tâm, bạn nam bên kia 26 mà. Bạn đây 26 dạ. Rồi. Bạn trai có mấy mối tình rồi? Thực ra là em có 4 đến 5 mối nhưng 26 4 5 mối hả? Dạ đúng rồi. Bên kia 24 3 mối. Dạ mấy nhỏ này yêu sớm dữ nha. Dạ nhưng mà 4 5 mối của em là đa số là từ hồi đại học với lại thời còn đi học. Mỗi lần quen yêu vậy mà bao nhiêu lâu? Thì thực ra là rất là ngắn đó. Tại vì lúc đó là mình vẫn còn trẻ. Cái kiểu của yêu của thời sinh viên với thời học sinh thì nó không được lâu bền. Dạ đúng rồi. Dạ. Bây giờ em muốn một người phụ nữ như thế nào? Thì trong cái đơn đăng ký của em á, thì em chỉ ghi có hai dòng thôi. Dòng đầu tiên là về ngoại hình. Ngoại hình của em thì giống như bao người đàn ông khác là đều muốn phụ nữ đẹp hết. Trong đó chỉ là đẹp. Và thứ hai là làn da đẹp. Làn da đẹp thôi. Dạ. Da đẹp thôi. Dạ. Bé rồi. Ơi, bây giờ làn da đẹp, rồi thêm chữ đẹp nữa là là mặt đẹp hay là dáng đẹp? Dạ, mặt đẹp. Là mặt đẹp với lại da đẹp đúng không? Dạ, đúng rồi. Rồi để hỏi bên đây nha. Dạ. Rồi còn bên đây mình sao nè? Con mong muốn một bạn nam hơn tuổi con, suy nghĩ chín chắn, là một người chung thủy. Chung thủy. Mấy người thích đẹp không biết có chung thủy không nữa nha. Ai không thích đẹp? Người ta thích với sự chung thủy nó khác nhau. Đừng có dựa vô cái đó mà nói là mấy người thích đẹp ta không chung thủy. Dạ. Chung thủy không là tự trái tim của người ta thôi. Mắt
cười quá à. Ta chưa hỏi nó nhảy vô họng ta ngồi rồi. Cho nên vô đi. Nói giờ coi đàn trai tôi đẹp không? Đẹp trai không? Dạ. Đâu? Tôi qua tôi coi đàn gái cái coi. Dạ. Đây, gia đình nhà gái dạ, tôi là chú. 24 tuổi, 3 mối tình luôn hả? Mối tình học trò, vớ ba vớ vẩn. Biết rồi, bây giờ trải qua 3 mối tình thì con rút được cái kinh nghiệm gì nè? Để có thể mối tình tiếp theo mình hoàn chỉnh hơn là coi như còn mối tình nữa đó. Dạ, con suy nghĩ là sau khi mà quen ba bạn em đó thì con thấy là bản thân mình cần phải chín chắn hơn. Chín chắn hơn. Bớt tính con nít lại. Đó, dạ. Có kinh nghiệm rồi đó chưa? Chú ơi, hồi nãy anh đó có nói là anh đó thích một người con gái dễ thương á, dễ nhìn đó chú. Nhưng mà đâu phải bạn nữ nào mà cũng như vậy đâu chú. Mình phải coi cái tâm hồn của người ta đầu tiên đúng không chú? Hồi nãy con bổ sung một xíu. Bổ sung là đi cái không? Chỗ là hồi nãy là con mới yêu cầu về ngoại hình. Còn cái chỗ tính cách đó là con thích một bạn nữ bên kia có cái suy nghĩ là tư duy phản biện á, critical thinking á. Tại vì cái triết lý mà tình yêu của con á là có 3 cấp độ. Rồi. Dạ. Như mì cay vậy đó hả? Như mì cay vậy đó hả? 3 cái cấp độ của tình yêu của con á là nó sẽ có đầu tiên là bạn tình. Thứ hai là bạn đời. Thứ ba là bạn đạo. Thì con muốn là hướng tới một cái xa hơn, đó là bạn đạo. Thì bạn tình là gì? Bạn tình là lúc đó hai người nhìn nhau và có thể thích nhau từ ánh mắt, từ nụ cười. Cái giai đoạn này á thì người ta chỉ nhìn được cái màu hồng của nhau. Còn cái giai đoạn thứ hai á là bạn đời. Bạn đời tức là lúc đó hai bên đã nhìn thấy được cái khuyết điểm của nhau, có thể chấp nhận được sống chung nhau. Thì đa số là các cặp vợ chồng là đã qua được cái giai đoạn hai này rồi. Còn cái thích cuối cùng á là giai đoạn ba, đó là bạn đạo. Con hướng là một cái con đường là sau này ví dụ như tiền dư ra thì sẽ đem đi đầu tư, thì hai bên sẽ cùng thảo luận. Dạ. Rồi chú hiểu không? Chú cũng mệt lắm. Nói chung là trong tình yêu á, nếu mà phân tích ra từng cái thì chắc tới sáng luôn á. À, dạ. Bây giờ theo chú á, là mình tìm bạn tình trước đi, rồi bạn đời từ từ, rồi bạn đạo sau. Vô con dập luôn bạn tình, bạn đời, bạn đạo luôn, là bạn đời là mệt lắm. Dạ. Nha. Bạn á, hồi nãy bạn có yêu cầu là một cái bạn nam mà rõ ràng đúng không? Rõ ràng rồi chín chắn đúng không? Thì con khẳng định với bạn ấy là khi mà quen con á thì nó sẽ rõ ràng ngay từ lúc đầu. Coi như là quen phải rõ ràng từ đầu cuối. Dạ, đúng ha. Rồi, dạ đúng rồi. Để sau này nó được tôi với anh không hợp nha. Dạ. Không được ha. Dạ. Rồi, hiểu rồi. Có chiến lược, có hoạch định đàng hoàng. Chiến lược đàng hoàng. Chút xíu con ngồi con bàn coi sao nha. Con bây giờ vậy đi. Con đi với ai? Dạ, hôm nay con đi với lại bạn thân của con. Bạn thân ha. Dạ. Rồi bạn thân thấy sao nè? Con chào chú Huyền Linh, cô Hùng Vân và quý vị khán giả. Con là bạn của Ngọc Thảo à. Nói về Ngọc Thảo thì bạn là một người năng động, sống tích cực, sống giàu tình cảm. Nhưng mà điểm yếu của bạn thì như bạn có chia sẻ là bạn là người thiếu quyết đoán trong một số vấn đề. Nói về bạn nam bên này thì con thấy anh là một người chín chắn, trưởng thành. Tại vì bạn em là người thiếu quyết đoán nên nếu mà anh lý trí thì anh có thể giúp rồi, bạn em trong cái việc quyết định một số công việc gì quan trọng. Nên là nếu được thì hai bạn, anh và bạn của em cho nhau cơ hội để mình tiến tính cái giai đoạn đầu của anh nói là bạn tình. Ok, em xin hết ạ. Rồi. Anh ta đi với ai? Dạ em đi với ba em, bà nội em và bạn em. À rồi. Dạ. Xin chào anh Huyền Linh và chào chị Hồng Văn. Dạ. Và chào nhà gái bên kia và tất cả các khán giả trong trường quay. Tôi là bố của Quốc. Tôi cũng mong muốn là hai cháu trao nhau một cơ hội để cho tìm hiểu. Yeah. Rồi cho hỏi ý kiến bà cái bà ngoại hả? Nhà bên nội. Bà nội hả? Bà thấy con dâu tương lai của bà thấy được không? Đâu bà cho cháu vài câu đi bà. Cháu chưa cháu dâu. Dạ. Tôi thấy cũng được hết á. Mà được con có là được nhất là con có là đoàn hoàng. Đoàn hoàng. Dạ. Sạch sẽ. Dạ. Đoàn hoàng sạch sẽ. Con người phải mát mẻ. Dạ. Mát mẻ, đàng hoàng, sống sạch sẽ. Hạnh phúc. Dạ. Bà bao nhiêu rồi bà? 82. 82 tuổi hả? Ôi, bà từ Đắk Lắk vô đây luôn hả? Trời ơi, cảm ơn bà ủng hộ chương trình nha. Dạ, chúc bà khỏe bà nha. Nhiều ạ. Thôi, bây giờ mở rào cho hai trẻ phân tích nha. Mở rào. Bắt đầu đi Quốc. Dạ. Con nhận quà trước đi rồi con tặng sao? Anh có món quà tặng em. Thì đây là cuốn sách, là một trong hai cuốn sách mà anh nghĩ là nó đã thay đổi cuộc đời anh. Thì đây là cuốn sách có tựa đề là Đánh thức năng lực vô hạn, tác giả là Tony Robbins, là một trong những diễn giả mà phát triển bản thân hàng đầu thế giới. Em cảm ơn anh nhiều. Dạ. Cô cầm cho. Dạ. Dạ, em có món quà nhỏ em tặng anh. Cảm ơn em. Dạ. Con mở ra coi là gì con. Wow, cái bút đẹp quá.
Xin cảm ơn anh. Hai em ngồi đối diện với nhau, mình trò chuyện đi. Đầu tiên là cảm nhận về nhau, coi lần đầu tiên gặp nhau mình cảm nhận thế nào. Lady first. Em suy nghĩ là đâu phải lúc nào cũng lady first đâu anh. Ví dụ trong trường hợp cái này, cái đó là do em chọn, tức là em muốn nói trước hay là anh nói trước? Cho em chọn mà. Dạ, nếu mà em được chọn thì anh nói trước nha. Rồi anh nói trước à? Em hỏi anh đi. Anh từ từ đúng không anh? Ok. Tự nhiên gặp anh cái em hết, em quên hết từ ngữ để nói rồi. Bình tĩnh. Anh thấy em sao? Đầu tiên anh thấy em rất là xinh đẹp ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn anh. Ví dụ như em ở Bình Dương đúng không? Dạ. Thì cái thời gian nào mình rảnh rỗi được nhỉ? Dạ là thường vào ngày cuối tuần anh. Ngày cuối tuần à? Rồi dạ. Ok. Anh muốn hỏi là em đã có thực sự sẵn sàng hay nghiêm túc chưa? Nghiêm túc trong vấn đề gì anh? Đúng rồi, nghiêm túc trong vấn đề ví dụ hẹn hò rồi sẵn sàng hay là mình quen cho vui hay là cái gì đấy? Dĩ nhiên là hôm mình đến đây là mình phải nghiêm túc đúng không anh? Rồi ok. Dạ, rồi đúng như anh nói ban đầu á, là em là thuộc tiếp người tình cảm nên thành ra là em cũng suy nghĩ về vấn đề tương lai nhưng mà em sẽ không suy nghĩ sâu như anh suy nghĩ. Thì hầu hết thời gian của em á, là em dành cho công việc thường hàng ngày và sau đó thì em làm các hoạt động mà em cảm thấy là em thích những hoạt động đó. Chứ để mà suy nghĩ lâu dài, hoạch định tương lai như anh thì em chưa có như vậy. Anh sẽ đặt một câu hỏi là tại sao em nên chọn anh, đúng không? Thì ví dụ quen một cái ông nào đó mà một cái ông mà có một cái đường đi rõ ràng thì em thấy thoải mái hơn không? Hay là quen một cái ông mà sau này nó như thế nào mình không thể hình dung được là tiếp theo ổng sẽ làm gì và ổng có bỏ mình hay không? Dạ. Dạ, anh nói đúng điều đó, có nghĩa là mình phải biết được cái bạn nam của mình là người ta có suy nghĩ về tương lai hay không. Nhưng mà như em nói ban đầu á, kiểu như là mới lần đầu gặp á mà anh làm em hơi cảm thấy bị dồ dập á anh. Anh sẽ kiềm chế lại. Dạ. Bây giờ bạn nữ nói cái gì chứ, hát một bài đó hay là làm một cái quảng trò nó cho nó vui để cho ta giải tỏa đi cái không khí nãy giờ đi. Chỉ có một bạn mình này nói thôi. Dạ. Em quảng trò mà, thì anh nên làm gì đây? Dạ, bình thường á là em quảng trò cho mấy bé nhỏ. Rồi anh là bé nhỏ. Đúng rồi, coi bé nhỏ đi, đúng rồi đó. Em cảm ơn anh. Ừ. Dạ, bây giờ em sẽ mời tất cả mọi người cùng chơi với em trò chơi là xin mời. Khi mà nào mà em nói từ xin mời thì mọi người làm theo hành động của em. Còn em không nói xin mời thì mọi người đừng làm theo hành động. Bé chính kìa, bé kia chính kìa, bé đó đó. Dạ. Dạ rồi, xin mời anh vỗ tay với em một cái. Xin mời anh vỗ tay với em hai cái. Xin mời anh vỗ tay với em ba cái. Xin mời anh nắm tay em. Dạ. Có vẻ rung nhỉ? Dạ, con rung quá chứ ơi. Dạ, có điện không? Có điện không? Dạ. Thôi. Dạ hết. Đó hết rồi, tôi đó dừng luôn, nắm tay luôn. Ừ. Tôi đó nắm tay luôn. Rồi, hát một bài luôn. Xin mời anh hát cho em một bài hát. Đúng rồi. Anh hát à? Xin mời. Thực ra thì anh chỉ thuộc có một bài thôi, thật sự có một bài thôi. Thì xin trình bày ca khúc là Chúc Mơ Chabi. Dạ, cảm ơn. Vẫn nắm tay, không buông tay ra Quốc. Dạ. Ở nơi ấy tôi đã thấy trên ngọn núi cao có hai người, chỉ có hai người yêu nhau. Họ đã sống không mùa đông, không mùa nắng mưa, chỉ có một mùa yêu nhau. Ở nơi ấy đàn dê trắng nhơn nhớ quanh đồi, một mái chân nghèo, một nhà sàn yên vui. Ôi chắc cờ lây những rừng cây ngọn núi mang tiếng đàn Chapi. Ai yêu rừng xanh yêu tự do thì lên núi nghe đàn Chapi. Tôi nghe Chapi không còn cô đơn, không buồn không vui. Tôi nghe Chapi chợt thấy nao lòng vì một giấc mơ. Ôi Chapi. Cảm ơn anh. Rồi trở về ghế ngồi đi. Thật ra đó nha, lúc đầu anh cũng hơi lạ với cậu này. Như càng nói chuyện lại càng thích cậu này đấy. Cậu này lại có một cái hoạch định rất là tốt trong cuộc đời của mình. Nhưng cũng một cái lời chia sẻ, lý thuyết là một cái khác, xa với thực tại đó. Đôi khi chúng ta phải kết hợp giữa lý thuyết và thực tại. Không phải cái gì mình hoạch định nó phải đúng như thế đâu. Dạ. Mình cảm giác rung động thì mình bấm nút. Còn mình không rung động thì mình không cần bấm. Để cái nút bấm nó cho người khác. Dạ. Rồi bấm luôn rồi đó, Thảo bấm rồi đó. Ủa, Quốc bấm rồi đó. Rồi Thảo bấm luôn rồi đó, không cần đếm luôn.
đưa tay lên nào, nắm tay nhau bạn nhé. Đâu phải bắt tay mà nắm tay nhau bạn nhé. Nào để xen tay vào. Đây xen vào như thế này nè. Tình quá. Xen tay vào thế này nè, quốc đúng rồi. Rồi chúc bây giờ hung phúc. hung cái hung đầu tiên coi. 5-6 lần yêu rồi đó, hung sao coi cho được á. Trân xin nhé. Tuyệt vời. Yeah. Yeah. Em rất là thần tượng Tổng thống Obama á. Dạ. Em thích một mẫu người đàn ông mà yêu thương gia đình và vợ con giống như Tổng thống Obama vậy. Cái tiệc cưới anh cũng mong mỏi lắm rồi. Với là cái đây là sự nghiêm túc. Anh cũng trong cái thiệp đây là hơi đặc biệt là anh ghi tên sẵn ba mẹ anh với là tên anh. Còn phía nhà gái thì anh chưa trống. Ý là anh cũng mong mỏi á cái ngày mà có thể các cô dâu ghi tên trong này á. Dạ. Xin chào tất cả các quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Trường Minh Hiếu. Năm nay em 34 tuổi, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại thành phố Nha Trang. Nha Trang, cứ dạ. Làm gì Hiếu? À, dạ, hiện tại em đang làm trợ lý tổng quản lý của một khách sạn 5 sao ạ. À, vậy hả? Dạ. Thôi, mời em trai. Dạ, em chào anh Quyền Linh. Dạ, em chào chị Hồng Vân. Chào cưng. Dạ, chào bạn nữ bên cạnh. Em tên là Trần Nhật Duật. Em năm nay 33 tuổi, em đến từ Phú Yên. Công việc của em là làm quản lý chất lượng cho một công ty về ngành in ấn. Làm ở đâu? Dạ, ở quận 3. Làm quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Rồi, mình nói một chút về cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi cưng. Dạ, điểm mạnh của em là em lạc quan trong cuộc sống. Em có một cái nếp sống khá là gọn gàng, sạch sẽ. Trong công việc thì em rất là chăm chỉ và nhiệt huyết trong công việc. Còn có điểm yếu nào không? Dạ, điểm yếu của em là do cái môi trường làm việc của em á, là đòi hỏi mọi thứ phải luôn luôn sạch sẽ và trau chuốt. Cho nên em khá là kỹ tính và chi tiết từng điều rất là nhỏ. Dạ, cho nên đôi khi mọi người sẽ hiểu, sẽ nghĩ là em hơi khó tính. Dạ. Mời bạn trai. Dạ, ưu điểm của em vui vẻ với là biết lắng nghe chia sẻ. Còn cái khuyết điểm của em là hay ít nói với là hay ngại ngùng rụt rè trước chỗ đông người anh. À, dạ. Ít nói ngại ngùng. Dạ, có mấy mối tình rồi em? Dạ, em có một mối tình. Một mối, dài không? Dạ, hơn một năm. Lý do tại sao chia tay? Dạ, một phần còn cách xe. Với là lúc đó em đi làm nơi bạn ấy cũng đang sinh viên học ở Phú Yên á. Ừ. Dạ, với là quen nhau tìm hiểu cũng thấy cái tính tình nó chưa có gắn bó nhiều. Nên mới quyết định coi dừng lại. Rồi. Dạ. Em chia tay bao lâu rồi cơ? Dạ, cái mối tình đó là năm hai em 28 tuổi á, chắc 5 năm rồi chị. Ồ, 5 năm rồi hả? Dạ. Rồi còn em? Dạ, em có một mối tình lúc em còn là sinh viên. Mối tình đó kéo dài khoảng 1 năm thì em chia tay ngay khi em tốt nghiệp đại học. Nên là lâu rồi đó. Dạ đúng rồi. Mà em không có mối tình nào khác nữa. Dạ, sau đó thì em không có một mối tình nào khác ạ. Không tin được luôn á, thật sự là không tin được luôn á. Vậy là mười mấy năm độc thân hả? Tại vì bạn này quá là xinh xắn luôn, thật sự là như vậy luôn á. Mà không biết sao mười mấy năm mà. Mười mấy năm luôn á. Em mong muốn cái người bạn trai sẽ như thế nào? Em rất là thần tượng Tổng thống Obama á. Dạ. Em thích một mẫu người đàn ông mà yêu thương gia đình và vợ con giống như Tổng thống Obama vậy. Tức là về tính cách thôi chứ còn ngoại hình là không có muốn giống ổng không? Dạ, ngoại hình thì em muốn một người thon gọn, cao ráo. Ừ. Dạ. Áp lực không? Dạ, hơi hồi hộp chứ. Hồi hộp áp lực, chị cũng muốn áp lực đây nè. Cứ bồ nhà trai đi chứ. Cừ quá. Là không có giống Obama, mà giống người khác, giống cá tính của người ta được rồi. Miễn sao là gặp mình chinh phục được rồi ha. Cá tính có giống không? Rồi, cho tôi xem mặt đàn gái coi. Chào em gái. Dạ, em chào chú Quỳnh Linh ạ. Dạ, em rất vui vì ngày hôm nay được có mặt tại chương trình này. Bởi vì em đã đăng ký chương trình này cách đây 4 năm. Cuối cùng thì ngày hôm nay em đã có mặt tại chương trình. Nên ngày hôm nay em cảm thấy rất là hạnh phúc. À. Dạ. Rồi, cảm ơn rất là nhiều. Cô gái không thích đàn ông ở điều gì? Dạ, em không thích một người đàn ông thiếu suy nghĩ, làm việc cũng như là xã giao phải có chừng mực. Chừng mực hả? Dạ, chừng mực cái ở đây. Cái nào là chừng mực? Cái này khó quá. Dạ, chừng mực ở đây là mình không quá yêu thích, cũng không quá ghét. Luôn luôn mình giữ ở một cái tình trạng là trung tính thì mình sẽ đủ để mà kiểm soát cũng như là xử lý tình huống, xử lý vấn đề. Rồi đó. Giấu cảm xúc đó. Người phải biết giấu cái cảm xúc. Khó lắm. Dạ. Như không mình mà nghệ sĩ mà nhạy cảm, cảm xúc như bộc lộ đó hết. Bây giờ anh thích người phụ nữ như thế nào? Dạ em thích người, một cô gái hiền lành, đạo đức, biết cư xử. Bên kia chắc được á. Dạ.
Còn gì nữa không? Vậy được rồi. Hiền em lắm. Không thích người phụ nữ điều gì? Em không thích người phụ nữ đâu. Chỉ cần cô ấy đạo đức với là thủy chung một xíu là được. Bên đây yên tâm, những thứ đó có rồi đó. Chờ đợi chương trình 4 năm nay là hiểu rồi đó. Đừng nói chi. Em đi với ai vậy? Dạ em đi với em trai của em. Em trai dễ thương con ha. Xin chào cô Hồng Vân, con xin chào chú Quyền Linh. Con. Em xin chào anh trai. Và xin chào mọi người ở trường quay. Con tên là Thịnh, là em trai của chị Hiếu. Chị Hiếu ở nhà là một người phụ nữ của gia đình. Chị thật sự là rất kỹ tính và sạch sẽ. Trong một thời gian dài thì chị đã không có một mối tình nào. Và có một mối tình thì chị không có kể cho con biết. Nhưng mà con cũng hiểu tính của chị là một người cần một sự kiên nhẫn. Cần một người bạn trai kiên nhẫn và rõ ràng với chị mọi điều. Tại vì chị sẽ là người phụ nữ hay thắc mắc. Dạ. Chị Hai, em mong chị Hai cho anh này một cơ hội để tìm hiểu. Rồi tại vì cũng là nhân duyên sau nhiều một thời gian chờ đợi lâu dài. Dạ. Xin cảm ơn. Trời dễ thương quá trời đất luôn. Đi với ai? Dạ em đi mình. Mình hả? Được rồi. Vì lý do xa nhà nữa ha. Dạ, mẹ cũng muốn vô lắm mà hơi gấp. Xếp được. Rồi không sao, có mọi người xung quanh để ủng hộ em. Bây giờ mở rào hai đứa gặp mặt nha. Mở rào. Việc của mình là tấn công nha. Chào em. Chào anh. Rất vui được gặp em, cảm ơn quà tặng em. Dạ, cảm ơn anh. Em cũng có một món quà tặng cho anh. Đây, cái đây rồi. Rồi mở ra. Cái đây nữa là cái tiệc cưới. Anh cũng mong mỏi lắm rồi. Với là cái đây là sự nghiêm túc. Anh cũng trong cái thiệp đây là nó hơi đặc biệt là anh ghi tên sẵn ba mẹ anh với là tên anh. Còn phía nhà gái thì anh chưa trống. Ý là anh cũng mong mỏi á, cái ngày mà có thể các cô dâu ghi tên trong này á. Dạ. Rồi mình mở quà ra đi. Mình mở quà của mình. Dạ cảm ơn anh. Anh có thể đọc cái lời em ghi trong cái thiệp chúc này. Chào bạn, chuyện gì đến sẽ đến, người cần gặp sẽ gặp được. Cho dù kết quả ra sao, mình luôn chúc bạn sức khỏe và hạnh phúc nhé. Rồi, Hiếu tặng cô cái gì ạ? Dạ, con tặng cho bạn trai này một cái móc để treo chìa khóa. Và cái này là đồ handmade do tự tay con làm. Một cái thông điệp vô hình khác đó là em mong muốn rằng anh sẽ tìm được chìa khóa để mở cửa tâm hồn của anh cũng như của một người bạn đời của anh. Dạ. Hai bạn về vị trí ngồi đi. Hai bạn ở cũng không cách xa nhau. Phú Yên với Khánh Hòa thì cũng sát bên nhau. Dạ. Nhưng mà không bao giờ gặp mặt. Bây giờ lại gặp mặt nhau, mình cảm nhận thế nào? Đầu tiên thì được biết anh là đến từ Phú Yên, là một vùng đất mà gần gũi với Nha Trang, Khánh Hòa. Em cũng trân quý cái sự chịu khó và cái sự đồng hương này. Dù sao mình cũng là miền Nam Trung Bộ. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Anh thấy em cũng dễ thương. Dạ. Xinh xắn, nói chuyện chín chắn. Dạ, cảm ơn anh. Sợ em thấy anh ít nói quá, sợ chê thôi. Nhưng mà đã khi mình quen nhau rồi thì anh không phải vậy. Thường thường gặp đối tượng anh hay ít nói ngại ngùng một xíu. Dạ, không biết là anh có sở thích hay là có đam mê gì? Anh thích thể thao thì anh thích chơi bóng đá. Dạ. Thích chơi đá bóng như là thích coi đá bóng luôn. Còn cũng thích nghe nhạc, chữ tên Bolero rồi vậy. Rồi làm cái bài Bolero nào coi. Nghe coi, chơi cái coi. Mình hát bài Đến Nước đi. Dạ. Mẹ nói với anh, mẹ rất thương em. Thương vì nết na nhu mị ngon hiền. Ý mẹ thầm mong em là dâu. Xin em một câu hẹn ước. Cậy người qua mỗi mai chậu cao. Được. Là cậy ông Quyền Linh đó. Cậy ông Quyền Linh qua mối mai trầu câu. Em gái hát đáp lại cái đi, giao lưu âm nhạc trước đi. Dạ, em cũng có chuẩn bị một bài hát để tặng cho anh, cũng như là góp vui cho chương trình. Em sẽ tặng anh một bài hát bằng tiếng Anh. Hold me now, touch me now, I don't want to live without you. Nothing gonna change my love for you. Thôi coi như quên đi. Dạ em quên mất rồi. Thôi bây giờ mình vào câu chuyện tình yêu hai bạn nè. Bây giờ nói chuyện với anh, em có thấy anh ổn không?
hay là có anh, em có nhận xét gì? Em nhận ra ở anh có một cái sự chất phác của một người con trai miền Nam Trung Bộ. Bởi cái giọng nói của anh hiện tại vẫn chưa có thay đổi nhiều. Ngoài ra thì anh cũng, em cũng nhận ra là tuy anh 33 là anh chỉ ít hơn em có một tuổi thôi, nhưng mà nhìn anh cũng khá là chững chạc ở ngoại hình. Cảm ơn em. Dạ. Bây giờ á, là em bước tới nắm tay cô gái ấy, nhìn thẳng vào mắt và nói những cái gì mà nó từ trái tim mình. Đúng rồi, thật nào, nhất. Bước tới đi. Dạ, dạ. Cho anh nắm tay em. Dạ vâng. Thấy em anh cũng mến. Dạ. Mình có thể cho nhau tìm hiểu để mình hiểu nhau về cái tính cách. Bây giờ cái tính cách nó quan trọng nhất. Dạ. Thì mình sống với nhau là bắt đầu nó tính cách. Không ai hoàn hảo hết, nhưng mà nhiều khi mình về sống với nhau bắt đầu nó có những khuyết điểm. Mình cứ thay cho nhau tìm hiểu. Dạ. Em rất là vui khi có mặt ngày hôm nay tại chương trình, cũng như là gặp được một người bạn trai như anh. Dạ. Và quyết định đến với nhau hay là có tìm hiểu nhau hay không, anh sẽ có câu trả lời sau vài phút nữa thôi. Cảm ơn em. Dạ. Về vị trí, để tay vào nút bấm các bạn. Sau khi giao lưu với nhau rồi, bây giờ chúng ta sẽ quyết định bằng chính cái nút bấm đó sau 3 tiếng đếm nha. 1 2 3. Rồi, không bấm hả? Dạ, dạ con xin lỗi, con không bấm ạ. Dạ. Lý do tại sao vậy em gái? Thực ra em vẫn chưa, trái tim của em vẫn chưa thực sự rung động. Nhưng mà như em có ghi trong cái lời, trong cái thiệp đó, điều gì đến thì sẽ đến, người cần gặp rồi sẽ gặp được. Cho nên em hy vọng rằng và luôn luôn cầu chúc cho anh sẽ gặp được một người con gái hợp với anh nhất. Và chúc anh luôn luôn có sức khỏe, luôn luôn thành công trong công việc và trong cuộc sống. Cảm ơn em. Đó là quan điểm của mọi người, chúng tôi trân trọng những quan điểm đó. Dạ. Ha, mọi người, chúng ta không rung động, không bấm. Dạ. Đừng bấm vì bất kỳ điều gì, để người khác hiểu lầm. Chúc hai bạn sớm tìm được một nửa yêu thương của riêng mình nha. Dạ, em xin chào chị Ngọc Lan ạ. Em chào anh Quyền Linh và xin chào toàn thể khán giả đang có mặt trong trường quay ạ. Em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Thị Phúc, năm nay 34 tuổi ạ. Hiện đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương ạ. Mình làm công việc gì? Dạ, em làm nhân viên văn phòng thuộc mảng về quản lý chất lượng đó chị. Mời em trai. Dạ, chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan với lại chào bạn gái bên kia luôn ạ. Em tên là Thạch Nhỏ, năm nay 33 tuổi. Tức là Thạch gì? Thạch Nhỏ. Thạch Nhỏ. Thạch Nhỏ hả? Dạ. Em là người Khmer. Dạ đúng rồi. Quê đâu? Dạ quê Trà Vinh. Dạ hiện giờ cũng đang làm việc tại Bình Dương. Em làm gì Thạch Nhỏ? Dạ quản lý một công ty ạ. Tên nhỏ nhưng mà việc làm to. Dạ. Bạn chuyên qua đang ở Bình Dương luôn hả? Cũng Bình Dương luôn. Ở gần ông hỏi coi nhỏ. Em ở khu nào vậy? Dạ em ở Thủ Dương 1 ạ. Anh ở Tân Nguyên. Đi cũng khoảng 15 phút à. Bên nhà gái lớn hơn mình 2 tuổi, mình thấy sao nhỏ? Quan trọng là duyên nợ. Rồi. Chứ còn tuổi tác thì không quan trọng. Mình có ưu điểm, khuyết điểm gì nhà gái? Nói về ưu điểm thì theo nhiều người nhận xét em á, thì em hiền và khá là ngoan ạ. Bình thường á, thì em đi làm về xong là tối ở nhà biết à, không có chơi bờ gì hết trơn á. Cái nhiều lúc em nghĩ mình giống gái mới lớn mà, không có ra ngoài. Vậy chứ hồi mới lớn em có đi đâu chơi không? Dạ không luôn chị ơi. Ở nhà không, mà tại ba mẹ em cũng không thích cho ra ngoài á. Tại sợ là ra ngoài xe cộ nguy hiểm này kia á. Là em ít giao lưu tiếp xúc với bên ngoài. Ở nhà không đúng không? Vậy rồi khi mà tiếp xúc với xã hội thì sao mà mình có được nhiều kinh nghiệm trời? Dạ đúng rồi, cái đó là một cái thiếu sót rất là lớn. Cho nên là giờ em cũng phải đang cố gắng hoàn thiện lại. Vậy hả? Rồi mình có khuyết điểm gì không? Khuyết điểm của em thì nhiều lắm chị ơi. Em kể sơ sơ vài cái nha chị ha. Cái đầu tiên đó thì em thấy mình là một người dễ xúc động đó chị. Mà khi mà xúc động thì em rất là dễ khóc. Chị không biết đâu, em xem phim hoạt hình mà em còn khóc nữa. Phim hoạt hình có cái gì mà em khóc? Cái dạ, chỗ nào? Phim hoạt hình cái đoạn mà có con hổ nhảy xuống nước thôi, em cũng khóc luôn. Trời đất ơi. Nhảy xuống nước thôi cũng khóc nữa hả? Rồi cái em xem phim ma nha. Phim ma mà dạng phim ma mà hài hài á chị, chứ không phải phim ma kinh dị, cái em cũng khóc luôn. Nói chung là hồi trước là em khóc nhiều lắm, chứ còn giờ thì bớt rồi. Trời ơi trời. Hay khóc á. Dạ em cái hay gì cũng khóc luôn. Nhưng rồi, mà không phải là em thích khóc, mà là tại vì khi khóc á thì em thấy là thứ nhất là bản thân mình nó mệt. Rồi
mình khóc á thì mình không có nói được những cái ý mà mình muốn nói. Đối phương thì lại nghĩ là mình đang gây áp lực cho người ta bằng cái việc mà lấy nước mắt ra, nhưng mà không phải như vậy. Em chỉ là do chắc em dư nhiều nước mắt quá nên em hay khóc. Rồi ngoài khóc ra thì còn cái khuyết điểm nào nữa không? Khuyết điểm thứ hai đó là em khá là nhát đó chị. Bình thường thì em không có dám thể hiện mình trước đám đông đâu, rất là run luôn. Như hiện tại bây giờ đang ngồi đây là rất là run luôn á. Run luôn hả? Dạ. Em nói như vậy nhưng mà nhiều lúc em lại thấy mình cũng điên lắm chị. Hơi bị điên đó chị. Gì? Em kể một cái chi tiết nào mà gọi là điên nhất trong cuộc đời của em đi. Dạ. Ví dụ như là tính tới thời điểm hiện tại á, thì em tát 3 người đàn ông. Lý do? Quỷ thần ơi. Tát tới 3 người đàn ông luôn người hả? Nha chị. Người thứ nhất thì là chồng cũ em. Chồng cũ em. Thì ảnh làm em giận. Xong mà ảnh dỗ á, dỗ là tát anh đi cho bớt giận. Thì mình đang giận mà. Thì nghe câu đó thế là em tát luôn. Đó, tát xong cái em lại cảm thấy là thương. Tại rồi. Vì nghĩ là anh đó như vậy từ nhỏ đến lớn chưa chắc gì bị ba mẹ đánh ha. Mà tự nhiên bây giờ cái có con ở đâu tới quấn cho một cái. Thấy thương ra luôn. Đó là người thứ nhất bị em tát. Còn người thứ hai này mới ghê nè chị. Người thứ hai á là sếp của em luôn. Trời ơi. Sếp em luôn mà em tát. Tại vì trước khi mà anh trở thành sếp em á, thì ảnh với em á là bạn rồi, bạn mà dạng cũng khá thân thân á. Cái có một bữa ảnh ghẹo ghẹo giỡn giỡn làm em ném té. Ngay lúc đó nha, người ta gọi là giống như là tay nhanh hơn não á, chưa kịp suy nghĩ gì em quay lại em tát ảnh một cái luôn. Rồi giờ còn thân không em? Còn thân chị. Sau cái cú tát đó là ảnh giận em mất mấy ngày luôn á. Ảnh giận mấy ngày nhưng mà giờ ảnh vẫn bây giờ vẫn thân đúng không? Vẫn thân và rất là tốt với em. Chưa anh, em chưa kể xong cái người này. Người này chưa xong chưa, luôn. Chưa xong. Ảnh rất là thân với em. Mà ảnh còn nói là khi nào mà em có người yêu là phải dẫn tới giới thiệu cho ảnh. Em có cảm giác giống như là dẫn tới ra mắt bố vợ hay chị ha. Đó là người thứ hai. Người thứ ba. Còn người thứ ba thì là bạn thân em thôi. Bạn thân thì em thấy em tốt với nó mà nó đểu với em quá. Cái em cho nó ăn mấy cái tát luôn. Người thứ tư. Người thứ tư thì em chưa biết. Hiện tại thì mới được 3 người thôi ạ. Chào chàng trai. Chào chị. Tôi khỏi mình, qua bển luôn nha. Mình có nghĩ là khả năng mình trở thành người thứ tư không? Chắc có thể. Trời ơi. Anh trời với ơi. Em có khi ngồi bên đây luôn đi. Cái cô bên này sao mà cảm xúc của cô dữ dội vậy trời. Không, bình thường em nhát lắm nhưng mà em mới nói là thỉnh thoảng thì em may là không có giao tiếp xã hội nhiều đó mà còn vậy đó. Rồi, em trai, ơi. Nghe nói sợ không? Chắc có, cũng có. Cũng có sợ hả? Em có điểm mạnh, điểm yếu gì thạch nhỏ? Khuyết điểm của em là... ngủ nướng. Ngủ nướng, rồi gì nữa? Có nhiều à, hay. Thường 7 giờ đi làm, chắc 6 giờ 50 mới thức. Rồi khoan xí. Rồi đi làm có đúng giờ không? Có, vô đúng giờ luôn. Sao mày đúng giờ được? 10 phút ông làm gì mà... có 10 phút rồi làm gì mà kịp đánh răng rửa mặt tắm. Không ăn uống gì luôn. Không đánh răng không luôn luôn hả? Có đánh răng không? Có. Chắc vừa chạy vừa đánh đó chứ. Có 10 phút sau kịp. Còn ưu điểm thì làm việc rất là siêng năng và làm tốt công việc. Tốt công việc. Và cũng siêng năng về công việc trong nhà nữa. Có điên giống bên kia không? Dạ không, điềm tĩnh lắm. Có quýnh ai bao giờ chưa? Chưa bao giờ. Mày chắc ta quýnh nó chứ ai nó quýnh ai. Đúng rồi. Hiền khô à. Này có sở thích gì không thạch nhỏ? Thì sở thích là được đi du lịch. Thế đi du lịch hả? Ở nhà làm công việc dọn dẹp nhà cửa thì hết không? Thì có dọn dẹp nhưng mà nấu ăn thì không biết. Em ở với ai? Em ở với anh chị thôi. Anh chị ruột á hả? Dạ. Từ quê em ở với... Tà Vinh và còn ai ở dưới? Dạ, thì còn anh chị thôi à. Còn ba mẹ thì mất hết rồi. Nhưng Bình Dương này em ở với ai? Anh chị luôn. Anh chị với Tà Vinh cũng còn luôn. Dạ. Rồi ở với anh chị trên đây luôn. Dạ. À. Anh chị dâu. Anh chị dâu. Dạ. Để nghe em ba mẹ mất hết cái thấy thương quá à. Bạn gái về khỏi làm dâu. Khỏi làm dâu hả? Nào giờ yêu ai chưa? Có. Yêu mấy người? Có một người nhưng mà cũng được 4 năm.
4 năm nhưng mà cũng người ta đòi hỏi cao quá nên em không có đáp ứng được. Hỏi cao vấn đề gì? Về vật chất. Người ta đòi cái gì? Thì chẳng hạn như phải có này kia, phải có nhà ruộng này kia, phải có... Nói chung là phải lo được cuộc sống cho người ta. Mà lúc đó em không lo được hả? Dạ, lúc đó vẫn còn đi. Rồi bây giờ là... Bây giờ thì có khả năng chưa? Công việc thì lương bổng thì ổn định rồi. Cũng có thể lo được. Cũng có thể lo được. Giờ là tự tin rồi ha. Ok. Ok. Để hỏi bên kia coi tình trạng. Dạ gái, tôi ngồi đây cho nó chắc ăn đi. Dạ. Ngồi đó đi để tôi. Tôi gái... cũng có công có chuyện tôi mới về tôi hỏi chứ tôi cũng không ở bên đây. Không là yên tâm là tác đàn ông không tác phụ nữ đâu sợ. Sao? Bao nhiêu mối tình rồi, hồi nãy em kể thì chỉ có nghe sơ sơ về chồng cũ. Tức là em đã có một lần đò rồi. Dạ, đúng rồi chị. Rồi có con không? Dạ, có con chị. Con em mấy tuổi? Con em 7 tuổi. Con gái hay con trai? Con gái chị. Ở với ai? Ở với em ạ. Vậy hả? Dạ. 7 tuổi, em ly hôn lâu chưa? Em ly hôn chắc được gần 6 năm rồi. Ồ, tức là lấy chồng cũng được nhiêu năm hết? Dạ, được hơn năm. Em sinh bé mấy tháng là tụi em thôi ạ. Chia sẻ với em chuyện này nha. Dạ. Rồi từ đó đến đây thì em có quen ai, có tìm hiểu ai nữa không? Dạ không chị. Cũng không có quen ai. Tại vì lúc trước thì con em còn nhỏ cho nên là em cũng không có ý định quen ai. Sau đó thì cũng cho mình cơ hội nhưng mà cũng chưa thấy người nào phù hợp với mình. Bây giờ em muốn có một người yêu như thế nào? Một người chồng tương lai thế nào em gái? Dạ. Mẫu người lý tưởng của em á, về ngoại hình thì thứ nhất là em muốn bạn cao hơn em. Cao hơn em. Trên 1m7 thì càng tốt ạ. Xém à. Còn đây thứ gần tới 1m7 được không? Dạ, được ạ. Tại em cũng có 1m5 mấy. Rồi sao nữa? Về tính tình á, thì em muốn bạn là một người yêu con nít. Tại vì em có con á. Chị hiểu. Dạ, yêu con nít. Thứ hai nữa thì em thích người hiền một chút nhưng mà không có phải là dạng như là nhu nhược ai nói gì nghe. Công việc thì có chí hướng và có chí tiến thủ. Người không có gia trưởng. Rồi bây giờ thì chúng ta hãy giao lưu với người thân xem họ nói gì nào. Em đi với ai? Em đi với con gái em ạ. Hai mẹ con thôi hả? Cô Ngọc Lan hỏi con gái coi. Con gái có muốn mẹ lấy chồng chưa? Con chào cô. Trời ơi dễ thương chưa. Có duyên quá. Con biết bữa nay mẹ đi đâu không? Mẹ đi lấy gì? Lấy hành lý. Lấy gì? Hành lý đúng không? Lấy hành lý. Đúng rồi, hành lý nè. Chúng nó cũng vác cái cục hành lý này về được không? Ok không? Thấy con thấy hành lý này làm sao? Con thấy chú này làm sao? Được không? Được. Nè cô Lan nói nè, chú này nè có thể tương lai sẽ là một người bạn đồng hành với mẹ con. Thì cũng sẽ là người chơi với con. Thì con thấy như thế nào? Phù hợp. Phù hợp hả? Trời ơi biết nói chữ phù hợp luôn nha mọi người. Cảm ơn con. Con thấy có thích chú không? Có. Giờ hả? Chú nói gì với con gái đi. Có thật sự là thích chú không? Có. Tại sao lại thích chú? Trời. Không hỏi câu đó không biết đâu. Không nói biết đâu. Mai mốt chú qua chú chở đi. Mốt chú qua chú chơi với con là con thích thôi. Qua chú chơi với con rồi chú chở đi chơi. Chú qua chú chở con đi chơi nha. Được không? Được. Dạ được. Dạ được. Dạ được đi con. Rồi. Dạ được. Giỏi quá. Bé còn quá nhỏ luôn. Cảm ơn con. Ok, cảm ơn con nhiều. Rồi chàng trai đi với ai? Đi với cô với lại bạn. Dạ. Cháu nhỏ thì hiền lắm. Như tôi thấy cháu gái bên đây cũng được. Và tôi cũng mong cho hai cháu được cơ hội để tiếp tục tiến tới. Hết. Rồi. Thôi mở rào cho hai bên gặp mặt đi. Mở rào. Chuyện của em đó thật nhỏ. Tặng cho em. Dạ em cũng có quà nhỏ tặng anh ạ. Anh cũng cảm ơn em. Cảm ơn anh.
hai bạn tặng quà gì cho nhau, chúng ta có thể chia sẻ cho khán giả biết không? Anh thì không biết về, nói chung là không biết về tặng quà cho bạn gái, nên anh chỉ tặng cho em chai nước hoa. Cảm ơn anh ạ. Cũng có cái mùi rất là dễ chịu. Đó, mình mở ra mình xịt liền, mình cảm nhận liền. Đây chị cất này cho. Xịt lên tay em nha. Thơm không? Thơm không? Thơm. Dầu thơm mà bà mối bà hỏi có thơm không? Không, lẽ ra phải hỏi thích cái mùi này không? Chứ quên, xin lỗi. Em tặng anh một cuốn sách để anh có thể thư giãn khi ở nhà, với lại một cái nón để bảo vệ anh khi mà anh ra ngoài. Anh cảm ơn em. Tại anh cũng hay đi ra ngoài, đi các công ty khác. Trời, thơm quá tới đây luôn. Thơm không anh? Thơm quá. Em biết chọn dầu thơm quá thơm, nhưng biết có thơm bao lâu thôi. Rồi, xin mời hai bạn về chỗ nè. Rồi. Chúng ta giao lưu cảm xúc chút xíu. Quay qua bên kia Thạch nhỏ, dạ. Quay qua đối diện với bạn. Dạ. Đó. Em cảm nhận khi gặp anh như thế nào? Thấy đen không? Dạ, cũng bình thường à. Em không có quan trọng cái việc trắng hay đen gì hết à. Tại à. Anh là người dân tộc nên là hơi đen. Nhiều khi đen đen là gu quá đó. Phải không? Em sao cũng được hết ạ. Còn anh thấy em sao, có giống như hình dung của anh không ạ? Thì nói chung là nhìn em rất là dễ thương, cũng điềm tĩnh, mà có một cái là hơi tát còn chắc. Bây giờ thật nhỏ. Dạ. Thạch nhỏ, nếu lỡ may, nếu lỡ xui rủi mà em nói gì bạn bên ấy tát mình cái thì sao? Em xử lý sao? Chắc em phải kiếm đường né quá. Không có, thí dụ né không được luôn rồi sao? Thì phải chịu trận thôi. Rồi sau đó mình là nói gì với cô ấy? Thì phải hỏi đúng anh sai chỗ nào. Mà em phải làm như vậy. Lý do chính đáng thì tát không sao. Còn ví dụ lý do không chính đáng thì sao? Thì chắc là phải tát lại. Trời đất. Thôi rồi, con chí đâu em. Tôi thấy cái màu này với cái mùi này nó quen đồ quá từ sáng giờ. Trời ơi. Thôi em, mình nói lại đi em. Mình nói là nãy giờ mình giỡn thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Anh nói chỉ là đùa thôi, chỉ là dám tán lại không? Cho gây tiếng cười cho mọi người. Ừ. Rồi đó, mọi người vui rồi đúng không mọi người? Đó, trời ơi. Dám tán lại mình nói không? Em sẽ nhận nhiều cái tát tiếp theo nữa. Không, em hiền lắm anh ơi, em hiền. Nhưng mà anh nghĩ á, bạn này nói chơi thôi chứ bạn này không dám đâu. Em cũng nghĩ vậy. Không có dám đâu. Trời ơi, anh nghe anh giật mình. Dám không? Không. Tôi là ổng, tôi không dám đâu. Không dám. Bây giờ như vậy nè, hai đứa ở Bình Dương cũng gần nhau không? Dạ, đúng không? Bây giờ mình họ hẹn hò sao mình nói cho bạn ấy biết đi Thập nhỏ. Thì chắc chắn là Bình Dương gần nhau thì đi qua đi chở đi em đi ăn uống thì rất là dễ dàng rồi. Tại vì rất là gần luôn. Rất gần luôn. Cho nên là đi qua hẹn hò thì rất là đơn giản. Hỏi có thích hẹn hò sao? Vào ngày thứ bảy chủ nhật là ok hết. Nhưng ví dụ là giữa tuần ta nói là ta muốn gặp nhau rồi sao? Giữa tuần thì có thể chơi luôn không? Sắp xếp công việc được thì có thể đi. Em là quản lý công ty đó, công ty gì? Dạ, công xưởng gỗ ạ. Xưởng gỗ hả? Dạ. À, mọi người làm gỗ đó, đúng không? Làm quản lý cái công ty gỗ đó cho người ta chủ đó, đúng không? Dạ. Rồi em về nhà chị em mở hả? Dạ đúng rồi. Ví dụ giờ mình lấy vợ xong mình ở đâu? Có dự định ở đâu? Dạ nếu mà không về quê thì
dành dụng được tiền mua căn nhà trên đây, ở trên đây. Dạ. Rồi cũng có chí hướng rồi ha. Em có dự định mua nhà ở Bình Đức, Bình Dương không? Dạ có. À, tính khoảng bao lâu mình có thể mua được? Chắc cũng khoảng 5 năm nữa mới được. Ừ, 5 năm nữa. Rồi nếu có vợ thì hai người cùng làm chắc 2 năm rưỡi nữa thôi. Ví dụ vậy không? Dạ. À. Nay để dành được nhiêu rồi hỏi thiệt? Ôi, ta để... Bí mật. Bí mật. Bí mật. Ta có nhiêu, ta kích cất kỹ chứ ai đâu mà nói. Ta tại vì cũng dù gì cũng nhà gái nên người ta cũng thiệt. Thằng trọng vô lấy. Không có nên nói. Để cho cũng khá khá thôi. Thấy không? Với Trà Vinh, với còn ai dưới? Dạ, thì anh ruột ở dưới nè. Anh ruột với ai? Với chị dâu. À, chị dâu. Rồi bao lâu mình về Trà Vinh lần? Dạ, khoảng nửa năm về một lần. Rồi em gái? Dạ. Mình ở Bình Dương với ai? Em hai mẹ con ở với nhau ạ. À, ở nhà của mình luôn hả? Dạ. À, thí dụ về đặt trường hợp nha. Ví dụ như bên đó bắt rễ được không? Bắt rễ hả? Càng tốt anh. Vậy tại sao mình không về ở luôn cho nó khỏe? Thấy không? Em có thể về bên đây ở luôn được không? Rồi dạ, tiền đó dành dụm làm ăn. Dạ chắc được. Chắc được. Đó, anh chỉ giải quyết được chuyện đó thôi. Chuyện còn lại là của em đi. Biết chuyện còn lại là chuyện gì không? Thì em thì ít nói lắm. Chuyện còn lại là bây giờ mình tới mình nắm tay người ta, mình tấn công người ta. Bây giờ nè, khoan nó nhỏ, em biết nói. Nhưng mà bây giờ em có thể gánh vác tất cả công việc gia đình được không? Gánh vác thì được, nhưng có chuyện là nấu ăn em chưa biết. Không cần phải nấu ăn, bây giờ nè, em làm công việc nhà cửa. Em gái đang làm cái gì? Em làm nhân viên văn phòng ạ. À, văn phòng. Em có thể đưa đón con đi học nè. Rồi em có thể gọi là dọn dẹp nhà cửa, sửa điện rồi làm ống nước. Thí dụ thế, sửa nhà, sửa cửa này kia được không? Sửa điện, sửa ống nước thì được. Được. Dạ, hồi trước tại vì em làm có quản lý khách sạn nên là có thể biết luôn cái ngành sửa điện với ống nước trong khách sạn. Thật ra là đàn ông trong nhà thì điện đóm trong nhà là mình phải biết làm. Đúng rồi. Chứ bây giờ kinh tế nó cũng khó khăn, không cái gì mà nó vượt quá cái khả năng của mình đó, thì mình hãy kêu thợ tới cho mình đỡ tốn tiền. Với lại cái quan trọng là đây là cô gái hiện tại là đang có một đứa con nữa, cho nên cái trách nhiệm của em nó càng phải lớn hơn nữa. Em phải hình dung ra được cái cuộc sống gia đình của em nó sẽ rất là khác so với lại em quen một cái người và lấy một cái người là chưa có gia đình nha, chưa có con nha. Cái câu chuyện đó nó khác nhau rất là nhiều. Đúng đó rồi. Em bây giờ là nhỏ, em làm lương chắc cũng dư, mình em chắc cũng dư đúng không? Dạ. Đúng không? Dạ, em có thể lo cho một đứa con với một người vợ nó đủ không? Dạ dư sức ạ. Dư sức. Dư sức. Dư sức. Đó. An tâm rồi. Bật mí chút xíu vậy thôi. Bây giờ em hát bài tiếng Khmer gì cho mình nghe được. Dù ca hát thì em dở lắm. Dở đúng không? Trời, nấu ăn cũng nấu được rồi, ca hát cũng ca được. Người ta làm được thôi, cần gì nấu ăn, cần gì ca hát, người ta làm khỏe, người ta làm gì cũng được hết trơn á. Là được rồi. Ông bây giờ thích nghe ca hả? Thích nghe ca lắm. Hát đại bài gì, hát cho bà mối bà nghe đại đi. Bài gì cũng được. Vượt qua được cái ải này rồi mới bấm nút được. Cho bọn ở phê mê xa khá. Bọn ở khá na. Ta bọn ta ra cấp tương tức đây. Đúng không vậy? Đúng. Giống giống gì ta mà biết đúng không? Biết hát không tiếng? À, thì tiếng Khmer thì em không biết hát. Ủa? Em biết nói tiếng Khmer không? Biết chút chút à. Tại từ nhỏ là gì? Thì tiếng Khmer là anh thích em là on slom monte. On slom monte. Em có chịu làm vợ anh không? Tê on lon. Vừa tê vô nè. Chắc ít có biết tiếng Khmer, thật ra người Khmer nhưng mà lên đi làm lâu lắm rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Từ nhỏ sinh ra chỗ người Việt cả. Sinh ra của người Việt rồi. Mơ ước của em là gì? Mơ ước là có một mái gia đình, với là có một căn nhà nhỏ. Với lại một người vợ, với là một người con là đủ hạnh phúc rồi. Cảm xúc của em là thế nào? Em giờ em cũng không biết nói gì sao nữa. Biết nói sao chứ hả? Thật ra thì em cũng chỉ hy vọng là mai mốt cái người đàn ông của em á không có cần yêu em nhiều.
mà chỉ cần yêu thật là dài lâu bên cạnh em là được, không bao giờ bỏ em là được. Người này sẽ làm được. Anh tin người này sẽ làm được điều đó. Thật ra anh ấy không giàu về tiền bạc, anh đủ sức để nuôi vợ và con như chút đỉnh. Nhưng với tình cảm thì anh nghĩ rằng anh này sẽ làm được điều đó. Anh này có thể lo lắng cho em những cái việc mà cần có một người đàn ông để làm, em có thể làm được. Anh nghĩ điều đó chắc chắn làm được. Một con người cũng hiền lành ha. Đó, còn đơn giản là do cảm xúc của em thôi nha. Quyết định là do em. Rồi, thôi chúng ta đưa ra quyết định thôi. Nào, để tay vào nút bấm đi. Anh nghĩ rằng bạn nữ cũng đã trải qua một lần đò rồi. Bạn dư sức để cảm nhận như thế nào? Để tay vào nút bấm. Chúng ta cho nhau cơ hội hay là chúng ta không cho nhau cơ hội? Quyền quyết định thuộc các bạn. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Có bấm hả? Có bấm mà. Em bấm 2-3 cái rồi sao? Cái máy hôm nay nó sao đâu á. Nào, nắm tay nhau. Nắm xen tay vô vậy nè. Thật nhỏ, đúng rồi. Tại vì chưa từng lên đây nên rung. Có bấm, cái tay cứ bấm vậy nè. Mà cái máy sao đó thấy không? Làm hết hồn luôn á. Thật ra là, thật ra anh nói á, ở thạch nhỏ này rất là dễ thương. Nếu như là em cho thạch nhỏ cơ hội thì thạch nhỏ sẽ làm được tất cả mọi cái điều mà em mong muốn. Anh nghĩ như vậy. Anh sẽ hứa, anh sẽ cố gắng. Sẽ cố gắng. Chơi với đứa nhỏ, yêu thương đứa nhỏ là được rồi. Thật ra các bạn không cần phải hẹn hò ở đâu, đúng ngoài rồi. Đường thạch nhỏ cứ rảnh thời gian là chạy qua nhà chơi với hai mẹ con. Có thể trong thời gian này em cũng có thể phụ để mà đưa đón mẹ em bé đi học, chơi với nó, chơi với con. Đó là cái cách mà ngắn nhất để em có thể xích gần lại với lại cái người mà em thương. Được rồi. Thôi, cố gắng là thạch nhỏ nha. Hạnh phúc hay không là do em đấy. Anh thấy người phụ nữ này trải qua cũng đã bị tổn thương rồi. Em hãy vá lành những vết thương đó. Được hay không là do em đó. Nói gì thì Ngọc Lan hãy đúng được, cứ qua chơi với nhỏ và hai mẹ con thôi. Cứ qua chơi như thế, anh nghĩ rằng cái tình cảm đó nó sẽ đông đầy, càng ngày nó sẽ càng đầy hơn nữa. Nha nhỏ nha. Em cảm xúc thế nào em gái? Em thấy được không? Tin vào những gì nãy giờ anh Linh nói không? Dạ có, em có gọi là có mấy bạn rất là xúc động. Đúng không? Em không biết nói gì. Nhưng mà em có niềm tin với điều đó không? Anh tin rằng với một cái người đàn ông hiền lành thế này thì anh nghĩ làm được nha. Đừng làm gì sai những cái gì mình nói nha nhỏ nha. Anh tin những gì anh nói đó là sự đồng cảm với em đó. Ha, chúc hai bạn hạnh phúc. Thương quá. Dễ khóc quá. Dễ khóc. Con ơi, từ đây tới sau con có người chơi với con rồi đó. Nha, con gái. Hãy thương con gái như con của mình. Ha, hãy chăm sóc hai mẹ con tốt như có thể nha. Em hứa em sẽ cố gắng chăm sóc cho hai mẹ con. Hôn vào má cũng phải có một cái đứa con riêng của hai đứa mình. Dĩ nhiên rồi. Nó sẽ càng hạnh phúc hơn. Đúng. Hôn một cái vào má em gái nào.